Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay lập số quay chùa Hợp Quang ở Diên Khánh, Khánh Hồ. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lộc. Về theo dõi nhiều video tiếp theo nha. Đây là cổng chùa Hợp Quang nè mọi người. Lộc đang đứng trước cổng chùa luôn. Thì ở phía trên là có hai cái tháp rất là đẹp luôn. Mọi người thấy hai cái tháp không? Cái cổng chùa đi vô mọi người rất là to luôn nha. Thì chùa địa chỉ là ở Diên Khánh, Khánh Hồ nha mọi người. Thì chùa Hợp Quang cũng có từ rất là lâu mọi người. Chùa này cũng mới vừa xây lại nên khoảng 10 năm á mọi người. Chùa rất là đẹp luôn. Thì chùa cũng gần đường cái luôn mọi người. Đó là quay đường cái phía bên chùa cho mọi người xem nè. Thì ngày thường thì chùa đóng cửa trước mọi người, chỉ mở cửa hông bên hông thôi. Đây là cái đường cái chùa nè mọi người, rồi đó bây giờ Lập sẽ đi vô bên trong để quay cho mọi người xem nha. Lập đi qua bên cửa bên đây nè mọi người, đây là cái cửa đi vô nè. Thì bên trong khuôn viên chùa cảnh rất là đẹp luôn. Đây là phía trước cái chùa nè mọi người. Thì ở phía trước là có thờ tượng Phật Thích Ke và tượng Phật Di Lặc. Đây là quay sát cho mọi người xem. Thì cánh chùa này cũng rất đẹp luôn. Thì chùa cũng mới vừa xây dựng chắc khoảng 10 năm mọi người. Là quay lên phía trên chùa phía trên cao để cho mọi người xem nè. Chùa lại làm lại rất đẹp luôn. Rồi đây là quay qua bên bế phía bên đây. Thì ở bên đây thì có thờ, có cái miếu thờ nè mọi người. Thì ở bên đây thì có thờ tượng mẹ Quan Âm nè mọi người. Đó là vô là quay rõ cho mọi người xem nè. Ở trong đây thì có thờ tượng mẹ Quan Âm. Và hai bên là hai ngài hộ pháp nha mọi người. Đây là hai phía dưới là tượng mẹ Quan Âm. Còn hai bên là thờ hai ngài hộ pháp nha. Mọi người thấy không? Rồi đó là lui ra phía dưới, Lộc quay ở phía dưới cho mọi người xem. Cảnh chùa rất là đẹp luôn mọi người. Thì ở phía đằng kia thì có tờ tượng mẹ Quan Thế Âm mọi người. Chút xíu nữa Lộc Lê sẽ lên bên trên chánh điện để quay cho mọi người xem. Nhìn từ phía này thì nhìn thấy cái lên trên chánh điện rất đẹp luôn mọi người. Cảnh chùa rất đẹp luôn. Thì chùa có dưới chỗ thờ mẹ Quan Âm mọi người. Thì có rất là nhiều ké luôn mọi người. Đây nè, rất là nhiều ké luôn. Mọi người thấy ké không? Bên đây nè mọi người, ké rất là nhiều luôn. Có thác nước mọi người. Thì cái đường đi lên thì bên đây thờ những ai để Lộc lên phía trên quay cho mọi người xem nha. Có trồng lan đó mọi người. Ủa, có cái thác nước chảy đẹp ghê mọi người. Thì chùa này cảnh rất là đẹp luôn mọi người à. Chung là chùa này Hợp Quang thì cũng có từ rất là lâu rồi mọi người.
Rồi để Lộc lên đây coi thờ những ai nha. Xíu nữa Lộc lên phía trên, Lộc quay xuống, nói chung là cảnh rất là đẹp luôn. Thì ở bên đây thì có thờ tượng mẹ rất nhiều cánh tay nè mọi người. Phía dưới trước là tượng Phật Di Lặc. Thì ở bên đây thì có thờ Ngài Quang Thánh nè mọi người. Đây là tượng Ngài Quang Thánh. Còn ở bên đây thì có thờ hai ngài hộ pháp về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nha mọi người. Đây là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là quay rõ tượng mẹ cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ lui ra ngoài để Lộc đi lên trên chánh điện để quay cho mọi người xem. Thì ở phía trước đây có thờ ông Thần Tài nè mọi người. Đây là ông Thần Tài. Thì có xây cái tổ tháp này mọi người, rất là đẹp luôn. Thì ở trên kia là mà thờ rất là nhiều pho tượng Phật này mọi người. Hiện tại là chùa cúng vừa xong mọi người nên đóng cửa rồi, chắc không biết là Lộc có lên chánh điện được không biết. Nếu mà Lộc lên vô được chánh điện Lộc quay cho mọi người xem. Chùa cảnh rất đẹp luôn. Đó, nếu mà Lộc không quay vô được chánh điện thì Lộc sẽ đi qua bên chỗ tượng Phật Lộc quay cho mọi người xem nha. Cảnh chùa nhìn rất đẹp luôn. Chùa này mát lắm mọi người à. Hiện tại thì chùa cũng đang sửa chữa nên xây phía khúc đằng kia mọi người. Trời ơi, ké. Quá trời ké luôn mọi người. Chùa ké to to mà, đẹp ghê. Mọi người thấy ké không? Dưới chân nơi thờ mẹ mọi người ké rất là nhiều luôn nè. Rất là đẹp luôn. Con ké to ghê mọi người. Bên kia có sen nữa mọi người à. Rồi để Lộc lên trên chánh điện để Lộc quay cho mọi người xem nha. Ô, cái cây này nó ra bông thơm lắm mọi người à. Mày không biết cái cây này là cây gì luôn á. Mày nó ra cái trái cũng to lắm. Thì chùa gần ngay đường cái mọi người nên xe chạy hơi bị ồn nên mọi người thông cảm nha. Thì khuôn viên chùa rất là đẹp luôn. Mọi người thấy, nhìn thấy cảnh chùa đẹp không? Chùa này rất là đẹp luôn. Nói chung là khung cảnh cũng rất là mát luôn mọi người. Thì chùa hiện tại cúng xong mọi người nên đóng cửa nè. Thôi để Lộc lên trên chánh điện để Lộc quay cho mọi người xem. Thì ở phía sau kia thì có thờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nha mọi người. Đó, cái tượng trắng trắng á mọi người là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát á mọi người. Đây là cái thờ cái miếu. Đây là cái thờ cái tháp mọi người. Tháp thì thờ chắc những người quá cố rồi mọi người. Cái tháp rất là cao luôn. Tháp rất là cao luôn mọi người. Rồi, đó Lộc lên trên chánh điện để quay cho mọi người xem nha. Thì chùa Hợ Quê các mọi người, thì lúc trước thì cũng nhỏ nên chùa cũng mới xây dựng khoảng 10 năm về đây mọi người, khoảng 10 năm á mọi người. Thì chùa xây dựng lại cũng rất là đẹp luôn. Mọi người thấy cổng chùa đẹp không?
cổng chùa rất là đẹp luôn. Thì ở bên phía trước là cái thờ tượng mẹ mọi người đó, cái chỗ đó là thờ mẹ, ở dưới là nuôi cá rất là nhiều luôn. Đó là lên chính điện nữa quay cho mọi người xem nha. Nói chung là cảnh rất là mát luôn, cũng ít nắng mọi người. Nhìn đây, nhìn thấy cổng chùa rất là đẹp luôn nè mọi người. Ôi những cái chồng trống đẹp ghê. Rồi đã lập lên trên chính điện để quay để cho mọi người xem nha. Hiện tại thì chùa cúng xong mọi người nên chính điện đóng hay sao á. Để lọc qua, đỡ lọc quay từ ngoài cửa vô cũng được để cho mọi người xem. Chứ bây giờ chùa cúng xong rồi, đóng cửa. Wow, mệt quá mọi người. Thì thờ cái tượng này, cái tượng hai bên thờ hai cái tượng này mọi người. Bên này cũng có thờ cái tượng đó mọi người. Đó là quay bên trong cửa cho mọi người xem bên trong chính điện, chứ hiện tại là chùa đóng cửa mọi người. Đây là bên trong chính điện nè mọi người. Đó là bên trong chính điện mọi người. Nhìn từ phía trên chỗ chính điện nhìn xuống nhìn thấy cảnh rất đẹp luôn mọi người. Cảnh chùa rất đẹp luôn. Để lọc quay bên kia, lọc quay bên kia để cho mọi người xem nè. Thờ rất là nhiều tượng Phật luôn. Đây cũng thờ ngài nữa mọi người. Chắc ngài giữ chỗ phía trước để nơi thờ Phật nè mọi người. Đây là khung cảnh ở phía dưới nè mọi người. Thì hiện tại là thầy cúng vừa xong á, mọi người nên đóng cửa chùa lại sao á. Đây là cái đường đi que bên những pho tượng đó mọi người. Đây là cái đường đi que nè mọi người. Đây này, thì đứng từ phía trên này thì có thấy tượng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nè mọi người. Đây là tượng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì tới chỗ đây thì nói chung là cũng rất là mát luôn mọi người. Lọc ra phía trước, lọc quay cho mọi người xem. Hiện tại thì lọc vô chính điện cũng được mọi người, tại vì chính điện thầy đóng cửa mọi người. Đây là ba pho tượng Phật, phía hai bên là tượng mẹ. Lọc quay đây là phía giữa là Phật A Di Đà, còn hai bên là tượng mẹ nha mọi người. Thì ở bên đây là tượng Phật Di Lặc, phía dưới này cũng có thờ tượng mẹ nữa mọi người. Rất là nhiều tượng mẹ luôn. Mọi người thấy không?
đứng nhìn từ khúc đây nhìn xuống cảnh chùa cũng rất là đẹp này mọi người. Vì bây giờ thì cũng hoang nắng mọi người. Lộc cũng xin kết thúc video để đi về. Chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người những video sau. Chào tất cả mọi người nha.